nguyên tắc phối hợp kháng sinh bột. đó đầu tiên ấy khi mà chúng ta muốn phối hợp kháng sinh bột trong cái phát đồ điều trị của mình thì việc đầu tiên chúng ta cần phải am hiểu thêm một số cái kiến thức cơ bản, nền tảng để giúp cho các bạn có thể tăng gấp hai lần nhé. Nguyên tắc phối hợp kháng sinh bột để giúp cho các bạn tăng tối thiểu hai lần này, tăng hai lần cái hiệu quả điều trị nhé, tăng hai lần hiệu quả thì đầu tiên khi mà chúng ta nhắc đến cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể tăng được cái hiệu lực sử dụng thuốc kháng sinh nhá hiệu quả điều trị lên gấp hai lần thì chúng ta sẽ làm như sau đầu tiên đấy cái nguyên tắc số 1 này cái nguyên tắc số 1 của chúng ta là chúng ta cần phải nắm được là kháng sinh là vũ khí quan trọng để tiêu diệt mầm bệnh liên quan đến vi khuẩn và kháng sinh nó để tiêu diệt vi khuẩn không tiêu diệt virus vậy thì khi chúng ta nhắc đến kháng sinh thì chúng ta cần phải nhắc đến nguyên tắc số 1 là để điều trị vi khuẩn ạ nguyên tắc số 1 là điều trị vi khuẩn vậy thì nếu mà các bạn muốn điều trị vi khuẩn một cách hiệu quả thì chúng ta lại phải hiểu Là có hai loại vi khuẩn một loại người ta gọi là vi khuẩn gram dương thứ hai là loại vi khuẩn gram âm đúng không ạ vậy thì nguyên tắc số 1 khi phối hợp hai kháng sinh với nhau bắt buộc các bạn cần phải phối hợp làm sao để cho cái kháng sinh bột của các bạn nó có một cái phổ tôi gọi là có một cái phổ rộng nhá có một cái phổ rộng đủ lớn để nó có thể bao vây hoặc tiêu diệt hoàn toàn hai cái mầm bệnh liên quan đến gram âm gram dương tôi ví dụ như sau tại sao người ta lại phối hợp cái ví dụ nhỉ ví dụ một này tại sao người ta lại phối hợp tinosin cộng với gentamicin đúng không ạ tại sao người ta lại phối hợp tino genta các bạn thấy rất là nhiều thuốc tên nó là tino genta đó. vậy thì tinosin nó thuộc nhóm macrolid nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gram dương ở trên đường hô hấp trên còn cái gentamicin nó thuộc về nhóm kháng sinh nhóm aminoglycosid nó thuộc nhóm gram âm vậy thì khi người ta phối hợp tinosin với genta nó sẽ tạo thành một cái phức hợp để điều trị cả gram âm gram dương nên là hiệu quả điều trị của nó rất là cao đó các bạn hình dung các bạn tôi ví dụ một cái trường hợp khác ví dụ một cái trường hợp khác ví dụ số 2 này người ta đem cái Amox này amoxicillin người ta cộng với là colitin đúng không ạ cộng với là colitin vậy thì amoxicillin cộng với colitin nó có tác dụng như nào <laughs> các bạn biết rằng colitin nó thuộc nhóm polypeptide đúng không ạ nó thuộc kháng sinh để điều trị gram âm còn cái amoxicillin này nó thuộc nhóm beta lactam nó điều trị được cả gram dương và gram âm. Vậy thì khi chúng ta kết hợp mốc với conitin nó tạo ra một cái phức hợp rất là mạnh trong việc điều trị gram dương cộng với gram âm đúng không ạ? À, các bạn hình dung được ạ. Vậy tại đây trong một cái nguyên tắc phối hợp kháng sinh các bạn cần phải học, gạo cũng được học tủ cũng được. Cứ nguyên tắc phối hợp kháng sinh, khi chúng ta muốn phổ muốn phối hợp hai kháng sinh bột với nhau để tạo ra một phác đồ quy chuẩn mạnh mẽ thì chúng ta trộn thuốc làm sao để cho nó có phổ rộng trị được gram âm gram dương tôi ví dụ một trường hợp khác này giả sử bây giờ chúng ta sẽ phối hợp thuốc để điều trị gram âm gram dương thì bao nhiêu cho nó phù hợp tôi ví dụ như là bây giờ có công thức của nó chúng ta là ví dụ nha ví dụ công thức của chúng ta là amoc amoxicillin chúng ta sẽ kết hợp với là colitin Vậy thì cái phối hợp này liều nó như thế nào để cho nó phù hợp Tôi ví dụ khi mà các bạn điều trị ấy Thì các bạn nhớ cho tôi Giả sử nhá Giả sử chúng ta điều trị con E.coli này Giả sử chúng ta điều trị con E.coli Vậy thì chúng ta sẽ lấy một cái kháng sinh Làm kháng sinh chính Còn một kháng sinh làm kháng sinh phụ Tôi ví dụ am Ammoconitin am, này Đó Ví dụ bây giờ con E.coli Nếu mà muốn để điều trị để con E.coli thì cái liều tiêu chuẩn quốc tế của Colitin nó là 100.000 100.000 nhá UI. 100.000 UI thì nó sẽ điều trị được con E coli. Vậy thì chúng ta điều trị con E coli chúng ta sẽ nhìn vào cái thuốc colistin. Nhá, dạ, Colitin Ví dụ một cái thuốc có tác dụng có có hàm lượng như sau này. Người ta gọi là Amox này. Amox 10 10 g đúng không ạ? Colitin 500.000 500.000 nhá Ui Thì chúng ta ngầm hiểu rằng nếu mà giả sử cái thuốc mà nó phối hợp Amox 10% 10 gram Cộng với là Colitin 500.000 Ui Thì chúng ta hiểu đơn giản rằng Cái thuốc này nếu mà để mà điều trị bệnh E. coli Nó chỉ được tầm 5 kg thôi 5 5 tấn nhá, nó được 5 tấn năm tấn thể trọng nếu mà dùng amoconitin như thế này đúng không ạ